Ở đây các bạn đã có dự định ra Côn Đảo và vẫn còn lăn tăn nhiều điều không? Vậy thì các bạn hãy xem hết clip này nha. Đây là chia sẻ của mình về toàn bộ lộ trình, phương tiện, chỗ ở, chi phí và đặc biệt là cách thức để có thể đem cuốn ra Côn Đảo, cũng như là kinh nghiệm mà mình đã rút ra được sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm ra Côn Đảo viếng cô Sáu cũng như các anh hùng liệt sĩ nè. Các bạn có thể chọn đi máy bay hoặc là tàu để ra Côn Đảo. Mình thì chọn đi tàu nha, để có thể đem thêm cuốn của mình theo nè. Có 3 tuyến để đi tàu ra Côn Đảo, như có thể đi từ Vũng Tàu nè, từ cảng Trần Đề, Sóc Trăng và từ Cần Thơ. Thì giá vé thì thay đổi theo ngày thường và cuối tuần, vé thường hoặc vé VIP nha. Các bạn có thể lên trang web để search một cách chính xác. Thì mình chọn lộ trình đi từ Vũng Tàu tại cảng Cầu Đá. Ở đây thì có cả bãi giữ xe cho các bạn luôn, giữ xe qua đêm nha. Xe máy thì 10 ngàn một ngày đêm, còn xe ô tô thì 100 ngàn. Thì bãi xe tuy là rất là rộng rãi nhưng mà không có mái che nha các bạn. Và đây cũng chính là cái lưu ý đầu tiên mà mình muốn gửi đến các bạn á. Các bạn nên chọn đi từ cảng Trần Đề, Sóc Trăng nha, không nên đi từ Vũng Tàu đâu, vì tuy tổng thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Côn Đảo theo hai hướng trên đều là khoảng 7 đến 8 tiếng hết, nhưng mà nếu các bạn đi từ cảng Trần Đề, Sóc Trăng thì thời gian các bạn đi tàu chỉ là 1 giờ 30 phút thôi. Đây là cái rất là quan trọng nha. Như chuyến đi của mình đi từ Vũng Tàu ra tới Côn Đảo theo chữ vé ghi là khoảng 3 giờ 30 phút, nhưng thực tế là đi tới 4 giờ 50 phút mới đến Côn Đảo. Và các bạn, tuy là tàu rất là sạch sẽ, hiện đại, mát và chạy khá êm, nhưng mà tiếng máy rất là ồn cộng với say sóng nên là rất là mệt nha. Nên các bạn chọn theo phương án là càng giảm thiểu cái thời gian đi trên biển á, càng nhiều càng tốt nha, thì sẽ khỏe hơn, ưu tiên đi trên bộ nhiều hơn nha. Bạn nào mà đi say sóng quá có thể là ra bon tàu ngồi để đỡ say sóng giống như mình nè. Lưu ý số 2 là các bạn nên coi dự báo thời tiết trước khi đi nha. Có thể là không có bão nhưng biển động cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn nên đi từ tháng 11 đến tháng 5 để biển lặng và thời tiết được đẹp hơn nha. Lưu ý số 3 là các bạn có thể mua vé online qua tổng đài và nên hỏi vị trí mà tàu sẽ cập bến khi ta tới đảo, và nên đặt trước cái combo mà gồm phòng và xe máy luôn nha. Tại Côn Đảo có hai cảng là cảng Bến Đầm và cảng trong thị trấn Côn Sơn. Thị trấn Côn Sơn cũng chính là cái thị trấn mà tập trung nhiều homestay và nơi lưu trú rồi các bạn ở. Cảng Bến Đầm thì cách Côn Sơn tới 12 km lận, nên nếu các bạn cập bến tại đây thì các bạn có thể đi taxi để vào thị trấn, hoặc là hỏi chỗ thuê xe máy là họ có đem xe máy ra tặng cảng cho các bạn được không. Lúc mà mình đi thì cập cảng tại trấn Côn Sơn luôn. Khi tới cảng thì sẽ có xe buýt của cảng chở các bạn ra cổng nha, và khi đến cổng thì xe máy đã được giao trước đến tận nơi cho mình rồi. Xe thuê trên đảo này thì toàn là Vision thôi các bạn, nên dễ bị nhầm lẫn xe nha. Nếu các bạn nhận không ra cái xe của mình á, thì trên móc chìa khóa nè có cái biển số xe, các bạn lấy cái móc chìa khóa ra để xe mà tìm nha. Thì khi mình đi thì đặt combo gồm phòng nè, xe máy và vé khứ hồi tại homestay Nhà của Gió nè. Giá thì mình để trên đây nha. Các bạn lưu ý là giá này đã bao gồm vé khứ hồi rồi nha. Phòng này bình dân thôi các bạn, nhưng khá sạch sẽ và tươm tất. Thì chị chủ thì rất là dễ thương, bên ngoài thì có bán cả cà phê và trà sữa nữa, nên mình cũng ủng hộ chị hai ly nè. Uống tuy hơi ngọt một xíu nhưng là uống khá là thơm nha. Mà cũng không riêng gì chị chủ ở đây, mà mình thấy con người trên đảo ai cũng hiền lành, nhiệt tình và thật thà lắm các bạn, đem lại cho mình cái cảm giác rất là yên tâm và tin tưởng khi ở trên đảo luôn. Mình rất thích con người ở đây. Nhận phòng và cất bước hành lý xong là mình ra ngay nghĩa trang Hàng Dương để thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ và cô Sáu. Dọc đường thì có rất nhiều chỗ để bán đồ lễ nha. Mình mua ở tiệm này, mình đi hai người nên mua hai lẵng hoa có cúc trắng để dâng cho cô và một lẵng hoa có cúc vàng để dâng cho các anh hùng liệt sĩ, vì sinh thời cô rất thích màu trắng cho nên đồ lễ dân cô thường có nhiều màu trắng các bạn. Ngoài ra các mâm lễ lớn như này có giá là 1,2 triệu và 1,8 triệu nè. Mình lấy 3 mâm lễ như này thì mỗi mâm lễ giá 300k một mâm. Cái lưu ý thứ tư ở đây là các bạn nên mua đồ lễ ở các quán mà gần nghĩa trang á, và khi mua các bạn hỏi xem là có hỗ trợ mình dâng lễ hay không và có cho mình mượn xe kéo hay không. Như mình đi hai người nhưng ba mâm lễ không thể nào bưng vào một lần được, ở chỗ mua thì khá xa và không hỗ trợ dâng lễ cho mình, các bạn cũng không cho mượn xe kéo luôn, nên là mình phải gửi nhờ chú bảo vệ giữ một mâm lễ. Rồi sau khi thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ xong thì mình quay ra lấy mâm lễ còn lại vào để dâng lên cô Sáu, rất là bất tiện. Thì ở nghĩa trang có cho mượn một số xe đẩy như thế này, nhưng số xe đẩy thì rất ít so với lượng khách và cũng bị hư bánh nhiều lắm các bạn, nên rất khó để sử dụng. Ở đây có một gian nhà khá là rộng để cho mình có thể soạn lễ này. Ở đây có cho mượn mâm luôn, bày lễ mà không mất phí gì hết. Thắp nhang xong các bạn đem trả mâm lại chỗ cũ là được. Khi vào viếng thì mình dâng lễ và thắp nhang tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước, sau đó thì mình mới qua dâng lễ lên cô Sáu và các anh hùng liệt sĩ khác sau. Bạn nên thắp thêm một gói thuốc lá khi đến viếng tượng đài các anh hùng liệt sĩ nha. Mâm lễ thì gồm hoa nè, trái cây vừa mua nè, giấy tiền vàng mã, một bộ gương lược, một chai dầu thơm, một bộ áo dài cho cô Sáu tùy vào kinh tế mỗi người nha, và một số vật dụng liên quan đến lĩnh vực mà mình muốn cầu xin cô Sáu phù hộ á. Ví dụ như bạn nào muốn học hành thi cử đỗ đạt thì mâm lễ mình bày thêm cây bút hoặc cuốn vở, hoặc là bạn nào buôn bán lĩnh vực gì đó thì muốn cô phù hộ mua bay bán đắt á thì mình thêm cái sản vật đó vào mâm lễ. Sau khi cúng xong á thì mình xin lộc về, vì lượng người đến viếng cô khá đông nên xếp hàng khá lâu á các bạn. Các bạn cứ xếp hàng đến lượt thì các chú bảo vệ sẽ bày mâm lễ cho các bạn nha. Nhưng các bạn lưu ý là mỗi lượt bày mâm lễ lên rất là nhanh, khoảng tầm 5 phút thôi, nên các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng lời khấn nha, vì thắp nhang nè rồi đông người nên khá là đông và mất thời gian hơn bình thường các bạn.
bạn. Hết một lượt thì cô chú sẽ hạ mâm lễ xuống và không chờ đợi một ai đâu nha. À, đồ lễ thì được hạ ra những kệ phía sau mộ cô á. Các bạn ra phía sau mộ cô để xin lộc nha. Hôm mình đi thì có xin lộc là một ít trái cây nè, bộ gương lược và chai dầu thơm. Chai dầu thơm thì các bạn nhớ xé ra xịt vào phía sau mộ cô và khấn nha. Sau đó xin cô đem về sử dụng. Lưu ý thứ năm mà mình muốn nói với các bạn là không nên đi vào những ngày mà trước đó lịch tàu có tạm nghỉ một ngày nha. Và đồ lễ trên mâm nếu được thì các bạn nên dán băng keo lại. Tức là sao? Ví dụ như ngày thứ hai tàu nghỉ thì các bạn không nên đi vào thứ ba vì ngày này sẽ tập trung đông người hơn bình thường nha. Lúc viếng sẽ rất là chen chúc và đông người hơn. À, khi xếp hàng dân lễ một số người khá là chen lớn các bạn nên dễ làm đổ đồ lễ của các bạn á. Nên nếu được thì khi mà bày mâm lễ trên mâm các bạn nên dùng băng keo để quấn lại để tránh bị đổ nha. Mộ liệt sĩ ở đây thì được chia làm 4 khu và còn có các bộ phận của các liệt sĩ khác như là cụ Lê Hồng Phong nữa nè. Cho nên là sau khi thắp nhang cho cô xong thì các bạn cũng đừng quên thắp nhang cho các mộ liệt sĩ ở các khu khác nữa nha. Thì lúc hoàn thành xong hết thì cũng đã hơn 7 giờ tối rồi các bạn. À, mình và bạn mình vì quá mệt nên đã ghé vào chợ Côn Đảo hay gần đó để ăn tạm cái gì đó. À, vì đi từ 3 giờ sáng tới lúc xong là 7 giờ là cũng rất là lâu rồi mà chưa ăn một cái gì hết. Ở đây cơm bún miếng đều bán là 50k một phần nha. Giá cả rất là phải chăng và con người rất là hiền hậu cho nên là không có chặt chém gì đâu các bạn. À, ăn xong thì tụi mình dạo một xíu rồi về nhận phòng để nghỉ ngơi. Clip đây cũng dài rồi các bạn cho nên là mình xin phép dừng clip tại đây nha. Mình sẽ làm tiếp phần 2 xem là mình sẽ ăn gì, làm gì ở trên con đảo những ngày còn lại nha. Chào tạm biệt các bạn.